Rồi rồi tới công chuyện nữa cả nhà ơi, chị Xiến vuốt đầu con ghẻ quầy làm nó uốn éo cả người hết chân á, không biết bà Xiến có ý gì không. Con Nga nó nhìn thò lỏ luôn, còn thằng Hữu thì nó uốn éo mình mẩy, nó né né không à, còn bà Xiến thì cứ tấn công hoài. Rồi bây giờ con mời cả nhà cùng xem video clip để hiểu rõ câu chuyện ạ. Quá tròn ha, đầu bự chứ, bự không? Khi nào tôi cài bà dò cho ông ta, cầu cho ha, bự cho bà nữa ha. Khi nào bà tới mới bà dò cho ông ta. Ngoan ngoan mẹ cưng nha. Trời trời ơi, trời ơi. Ôi giời. Bi được. Bi nhiêu bi, còn nhiêu mẹ chi. Nga nhìn bà kìa. Con xài nhiêu xài đừng tiếc chứ vợ con nha. Ừ. Nhiêu để mẹ lo, mẹ ghi cho. Yên tâm. Mẹ ghi. Đầu tròn ở đây. Trời ơi, đất ơi. Bà vợ bà lo dữ ông nội. Trời đất ơi, giống không? Giống chị Hữu không? Trời đất ơi. Lại bà lùi xuống ơi. Khoái cái đầu ghế hả? Cái đầu ghế chừng lùi khoái hả xin. Gỡ nó ra cho nó đi. Cái này ra tháng là nó chồng chịa chứ mẹ. Ra tháng nó mới chồng. Chồng chịa chứ mẹ. Ê, làm gì hả? Cái gì vậy? Dạ bộ à. Xong việc đuổi đi. Đuổi lên. Vuốt kiếm hết tóc luôn rồi đó. Thôi. Tại mưa đó cái hơi đất nó lên, nó nóng nó lên hơi đất. Rồi mở mắt bên này chào cháu ông nội rồi. Cái bà ngoại lấy tâm lăn mắt nữa nè, nó tốt lắm. Trời. Nhận lại chị Xiên. Nhận lại cho nó rõ để nó... Nhớ không ghẻ. Em bỏ này trong mà. Trời luôn rồi. Quá tròn ha. Đầu bự chứ. Bự không? Khi nào tôi cài bà dò cho ông ta. Cầu cho ha, bự cho bà nữa ha. Khi nào bà tới mới bà dò cho ông ta. Ngoan ngoan mẹ cưng nha. Ngoan mẹ cưng. Mẹ thương nhiều. Ngoan mẹ thương nhiều nghe không? Nó cái gì nói với mẹ nghe không? Dạ, cho cưng của cha. Con ngồi cho mua đồ vết sữa về cho cưng vết sữa uống nghe không? Cho đồ vết sữa cho uống nghe con. Đấy bây giờ bà ngoại thay ca tới bà cấp ngoại nha. Tới bà cấp ngoại đó. Mai tới bà ngoại, tại mai bà ngoại đi làm, bà cấp ngoại đi làm. Mua cái máy chạy điện nghe không? Đừng mua đồ bắp nha. Ai nó nằm thang. Tao chắc phải mua trên mạng á. Mấy trăm á để nữa anh hỏi. Mua máy điện hay gì? Mà mua đồ bóp á. Bóp không bằng. Dạ. Được không? Mua máy điện á. Dạ con nó nằm thang nó yếu. Điện để vô tự nó dắt. Yếu lắm. Để vô tự nó dắt. Cái đó anh mua ở đâu ạ? À? Anh mua trên mạng. Trên mạng. Ủa lại mấy chỗ mẹ và bé có chân à, hỏi thử không có mình tức sao. Nó bóp tay đó em. Thôi bóp tay không bằng. Không bằng, không bằng. Đau lắm. Bà ngoại nó biết làm sữa chín đó, dễ uống, dễ uống, nó có. Cái đó mới chầm mình. Lúc nó trụng nhúc, hồi làm gì trong nó nhúc. Đừng thọc tay vậy, đừng thọc tay. Đó, thấy không? Anh Tấn, dạ. Giờ thang nha, nó nằm sắp không được, giờ mua bóng đèn được không? Có, Hữu nó biết bóng đèn đó mà. Biết không, mua cái bóng đèn cho vợ con trên, còn dưới thì để cục thang cho nó hơi ấm 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 gì đó. Mua cho nó cái bóng đèn đi. Bóng đèn xong hơi con biết. Mua cái cho nó cái bóng đèn đó đi. Bóng đèn để dưới là nó ấm như thang vậy. Để nó bị nhiều bi. Trời ơi. Ôi giời. Bi nhiều bi, còn nhiêu mẹ chi. Nga nhìn bà kìa. Con xài nhiêu xài đừng tiếc chứ vợ con nha. Mẹ lo, mẹ ghi cho, ừ. Mẹ ghi. Mua đây, mua con đèn vậy. Có gì cho. Mẹ tay vô ký. Có gì thì cứ nhắn cho mọi người. Trời. Nè, mẹ cho mượn mẹ, đi phát cũng nào đi. Không có rồi. Có gì mẹ ký sổ, yên tâm đi. Có, mẹ con có rồi. Mua con đèn, với một tấm gà, mì đồ kéo nè. Trời đất ơi. Bà vợ bà lo dữ ông nội. Trời đất ơi, giống không? Giống chị Hữu không? Trời đất ơi. Lại bà lùi xuống ơi. Trời thi ông nội đâu. Khoái cái đầu ghế hả? Cái đầu ghế chừng lùi khoái hả xin. Gỡ nó ra cho nó đi. Cái này ra tháng là nó chồng chịa chứ mẹ. Ra tháng nó mới chồng. Chồng chịa chứ mẹ. Ê, làm gì hả? Cái gì vậy? Dạ bộ à. Bà
Có cả tháng nó có thằng này là cả tháng nó tròn trịa không? Tròn. Tháo cái nón, tháo cái nón mà nặng cái lưng quá. Trời đất ơi. Phái đồ chùa gì ông ơi, phái cái đầu láng ha. Gà tháng nó khác hơn phải không? Đúng rồi. Ngồi ha. Ừ. Gà nó kênh kênh kìa. Thôi nghe, thôi thôi thôi. Để chị chậm một con đèn. Con không làm hai được vì thôi con lấy con đèn. Nằm đèn khỏe hơn, đèn không có khói. Không nằm đèn nhưng mà vẫn đốt một hai cục than không đốt luôn. Trời mưa đốt liêu riêu. Không đốt luôn. Chưa chịu mua, con mua cái này này rồi làm. Ừ, mua mất tấm da thì bà ngoại làm được, đâu ngoại làm. Trời ơi, hủ nó làm được, không biết sao mà. Thì đó đi hội chợ làm phòng không nhau. Ừ, đó người ta gành số câu mà. Cái đó làm phải. Hay trời, ngủ gì cũng biết trên trời. Còn than, ủa đèn thì mua chừng 2 mét dây được rồi, tại đây là đó. Không có chút xíu em mua Mika về em làm phòng luôn à. Trời ơi, làm phòng. Thôi nổi rồi. Chặt lắm bà ơi. Đỡ rồi, đỡ rồi. Làm cho đỡ ra tháng nghỉ rồi. Ừ, đúng rồi, em sẹt sẹt quá rồi. Làm tấm video được rồi. Video được rồi ha. Không có cho vợ ngồi, chuyện này vợ ăn kêu vô trong tay bưng vô tới giường, chứ ngồi như sáng. Làm là gì xíu đi. Mika làm luôn. Thôi, chặt lắm. Chặt nha. Hầm lắm, hầm lắm. Rồi về đi xong việc đuổi đi. Vuốt vuốt kiếm hết tóc luôn rồi đó. Rồi nghe thôi thôi thôi. Nghe bóc mồm ra miệng rồi đó. Mấy đẻ con. Nổi rồi, đổ ngoài. Tới bà ngoại xuống làm xong bà ngoại nói gì nghe bà ngoại đấy. Bà ngoại hay lắm đó. Hay quá ha. Chúc phải làm sữa cho dạy bố em bé. Ừ. Chị xíu nó dạy xíu thủ lên. Ờ chị về. Giờ này anh chở chị đi mua băng đô đẹp. Không có được được không anh chở mẹ đi. Ờ thân đi dạ. Ờ để đi ha. Rồi. Chúc tới bà ngoài bà cóc ngoại. Rồi ngoại về đi. Chào em nha. Anh bóng một cái xíu nha. Giùm em coi. Chị xíu. Dắt sữa. Rồi để em coi. Nội ơi chị xíu. Bóng liền cái chuyện nó có mà em mua liền luôn. Lúc nào cũng tương tác hết trơn nội chạy xôn chạy sáu trơn chị. Dạ. Rồi lo cho cháu ngoại. Bởi vậy. Vàng đó à. Vàng nè. Con gãi mẹ để con ăn cho con gãi. Con không ăn. Chúng mày không ăn mẹ. Đừng để con ăn nha. Chờ mình như đi. Không ăn. Trời. Còn kìa ngoài đây còn đó. Lo dữ rồi. Lo dữ rồi. Lo quá trời lo. Ồ nút có sấy sấy luôn ha. Ừ. Mến chờ lắm. Ôi cưng lắm nha. Chơi cưng à. Trên đường nó cưng lắm nha, mẹ đẻ cha sao mẹ mẹ sanh là cha dưỡng nè. Đúng không? Cháu nói về lời với con rồi. Con à, mẹ con sanh nghe không? Cha dưỡng nghe con. Nghe không? Lớn lên giống cha nghe con, miệng lưỡi nghe con. Nói chuyện lên nghe không? Mẹ mày không có nói chuyện nghe không? Cha bắt biến là ăn uống là không kén nè. Còn mẹ mày không có ăn uống nhiều, ít nói chuyện nữa. Giống cha nghe con. Trai nghe con. Trai nghe không? Trai nghe không? Nó có vợ để con trai nữa nghe không? Dặn dò đi. Dặn dò giống của cha mạnh lắm nghe con. Đừng có giống cha nghe con. Đừng giống cha nghe con. Nó xíu rồi, nó xíu rồi nè. Hết sức không nè. Lúc xấy xấy ha. Mỏi hết biết rồi. Chị ra ngoài Hữu. Giống của Hữu nghe không? Giống tay chân của Nga. Mặt cũng giống ngang ngang luôn nè. Hiền hết sức hiền anh ơi. Giống Nga hả? Giống Nga. Hiền ha. Hiền. Lúc mới sinh ra cái bác sĩ đeo cái giò để con Ngọc Nga. Em còn giữ kìa, em còn giữ kìa. Kỷ niệm ha. Kỷ niệm niệm luôn. Cái vòng Ngọc Nga còn con kỷ niệm luôn. Bác sĩ rồi lấy lời em cho. À. Em xin lời kìa, em còn để trong bao bóp luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó cũng hai cái vòng để làm kỷ niệm đó. Đúng rồi. Em đâu có đưa bác sĩ. Bác sĩ nó đưa cho tôi, nó hao để cho con bác sĩ. Nó để gì ạ? Nó để dành nó lớn lên cho nó biết. Để dành cho cháu nội. Cháu nội. Sao này con cũng không nghỉ. Dạ. Con Nga cười kìa, nghe nói ý thí đồ cười hoài ta ơi. Dạ. Vui không Nga? Vui ha. Được chồng với em ha. Đã trời. Trời ơi. Chăm sóc như con trời ông hổ công nhận. Ông lộn xin lỗi, chăm sóc như tử tế dữ sợ ngồi ô. Đã sức. Bởi vì nhiều người cánh tị ông lắm nha ông hổ. Dạ. Tôi nói trời ơi ông hổ này ông lo vợ dữ gì trời. Tôi ước gì tôi được bánh chồng giống như hổ ông nội. Vậy ơi. Hả? Nó từ ra tới dít luôn à. Hổ nó muốn thì lại đây. Đúng không? Có đúng không? Ơi. Không nội nè. Ngon lành ha. Cho mẹ ấy đi rồi bắt đầu. Nhớ chị bên kia nha. Dạ. Ăn cơm, nước chưa có ăn nữa đó.
Trời. Mẹ đang trước cái cha nó sao mới giặt ra thao đồ đó. Trời. Giặt đồ rồi ở đâu? Phơi chưa? Phơi rồi. Quá giỏi ha. Dặn đó. Vàng đó nha. Dặn nó ngủ ngon. Ngủ ngon con, ngủ ngon ăn mặc lớn này con. Thấy em làm con băng không nè. Ừ. Ngủ mà làm tao thấy con khô à. Làm gọn dữ lắm. Trời. Tính ra là bà xiến cũng bằng nữa nghe. Sao bằng không được? Đâu bằng hổ. Em mọc lửa rồi đó. Xiến hơi nào. Em mọc lửa rồi đó. Mà xiến ba lửa cho đâu bằng. Ba lửa thì đâu bằng. Quên. Con nào không? Quên. Bị lắm. Ừ. Khéo lắm. Tiếng ngữ. Bởi vì Nga nó phái cười hoài. Nó trời ơi, ông chồng im với trời. Vậy? Có không Nga? Im. Có không? Nè, để họ. Vậy là mốt đẻ nữa hả Nga? Ừ, tính là gái đó, tính gái nè, đó. Đó, dòng đẹp à, đó. Đó, vợ nè, cái ha chơi nè. Bình Lục Nga nè. Nè, con Bình Lục Nga nè, trai nè, nè. Ừ, kỷ niệm đó là kỷ niệm cắt lại nè. Cái vợ đó nè, cái vợ để vô nè. Này Ngọc Nga lúc vô viện là xanh nè. Sao mày đưa để cho tới nội đó. Em hết niệm. Bác sĩ cười trả nó cho em xin bác sĩ. Người vừa nó dặn nó vừa thôi tôi cho tặng luôn đó. Chứ ít có ai cho lấy này lắm. Nè. Nè, đứa con thấy không? Này Nga nè. Hay ha. Ừ. Cái gì? Đầu cũng có công tóc phải rồi, quá hay. Tính lắm. Gần quá. Lúc nào cũng có cái bị đó cho ông nội ơi. Mà có bị không anh ơi, bị không. Nội không anh nè. Coi. Không lại rớt cái gì hay sao? Có nhiêu à? Con mới vậy không? Hay hay rớt cái gì ra kìa hú? Cái gì rớt vậy? Cái gì kìa hú? Có bịch gì kìa? Hả? Trời ơi, đâu sản cái gì dữ không hấu? Đâu có gì đâu, còn nhiêu nè. Ơi, cái tài còn nhiêu đó. Cái tài còn nhiêu đó hả? Nó đi chi thùng để ra theo làm gì dữ vậy? Dữ số. Tôi tưởng đâu ông làm gì cầm vô chi thùng. Bắn gì thùng chứ, tưởng gì đi bắn gì thùng chứ. Có vợ biết, cái thùng mà giấy số đó. Nghe kìa. Nó biết chưa hả? Trời. Cái thùng em cọc cái số nè. Nghe phái cười hoài hí hí hoài nè. Vui hả nghe. Em còn gì chứ. Trời ơi. Chờ cái hả? Chờ rồi nè, có hồi kia đâu. Cái này là phải đang sao kê đó hả? Sao kê. Ừ. Đúng rồi, với đóng ha. Dạ, với tờ xe. Chuẩn bị dây thun đầy bị đó. Dạ, để dây thun. Cho bún dây thun nữa. Dạ. Ba chai dầu này, này bà vợ tặng cho con trai. Em xài dầu này nè. Nó cho tài còn nhiêu không dạ ơi. Trời ơi. Nhiều than dữ ông nội. Để dành ăn cá mắm. Cá mắm đó không? Ông đó ngủ đó. Ừ. Dạ. Nè. Mà sáng em mua này cho vợ ăn. Mua gì? Đâu đem ra coi, nghe coi. Nè. Trời ơi. Em ơi, cãi ngoại nó, ngoại nó không được đúng anh, ngoại nó không được kìa. Còn ngoại nó em ăn cái chút chút được cho đúng không anh? Ăn miếng được. Nó ăn miếng được đó. Nãy ngoại nói kìa, ăn được ăn đi đừng ấy nè. Trời ơi, lớp nào bà ngoại đi kiến, lớp nào rồi bà. Em nấu này nè anh. Ồ, sườn gam. Sườn gam mặn, gam tiêu đó anh ngon lắm. Đó, nè cãi nè. Không thấy cải không? Tiếng không cho. Ờ, cự cải cho. Ờ, dạ bà cóc cho. Nội dạ. Ai cũng em làm ngon cho ăn ha. Rồi rồi theo ông Hữu quyết định sao? Thì cho ăn luôn cái gì? Ăn luôn, vợ ưa cải lắm. Chứ nãy là lấy cải với nam cái bụng móc nó không ăn đó. Nè sạch trăm gam này không? Ngon mẹo ta. Rồi, bây giờ để hỏi khán giả coi mà đàn bà xanh có ăn cải ngọt được không ha. Dạ. Không cái cải xanh, cải xanh. Cải ngọt. Ngọt, em làm nè em kho bà xíu em kho nè anh này thấy nè em kho nãy giờ một kẹo kẹo luôn á đúng anh nãy kho đó anh dữ vậy đó hả em làm đó anh Tuấn thấy đó trời em làm đó nè thấy không nè màu sắc đẹp không cực cỡ y găng trong tiệm bán không anh ngon hơn thấy không đến tiêu nào nè không vé giùm hữu em làm cái màu nè đẹp xíu mà chê đó bà nó bả làm ngon hơn nước mắm em mới mua 7 chai kìa trời ơi 7 chai nước mắm luôn kìa chứ nguyên hàng vậy đó hả dạ 7 chai nước mắm luôn ơi. Để dành kho đó ha. Trời ơi. Đó, tại trên đó em hết rồi, để mới mua thêm 7 chai. Mua để dành làm gì dữ rồi để dành chai. Rồi thôi cơm đi, cơm đi. Ngon hả anh? Ừ. Đó, trời ngon thấy không? Bởi ăn đi. Ngon. Nó đẹp hả anh, màu sắc đẹp hết. Cơm đi, cơm vợ con đi, ngon dạ, nữa rồi, không? Rồi, vợ rồi. Em ăn rồi ơi. Không ăn rồi rồi, mới ăn thì đó. Giữ cho nội ơi. Giữ ha. Giữ. Giữ giữ. Cái này tắc thanh hay là quảng lượng? Dạ. Chắc quán lượng quá. Quán lượng. Dạ. Quán lượng à. Là 6 chấm nha. Dạ. Còn em ăn này. Ê thử coi coi được không? Coi coi ăn được không nha. Rồi, ngon lắm. Câu. Trời ơi, anh quán lượng ơi, anh quán lượng ơi. Quán lượng à. Bài chấm trước, bài chấm sau nè. Trời ơi. Thử thử dữ giống mà. Như quá ha. Thử hủ làm giống như quá. Còn canh bùa ngót của vợ nè, nấu hai nồi lắm. Dạ. Nấu hai nồi lắm. Đó, canh bùa ngót của mẹ nội. Dạ tại vì nãy mẹ không cho đó anh. Mẹ không cho nãy đó anh chung không cho hả? Ờ nói chung không cho mà nấu riêng cái bột ngót. Kỳ nấu cái gì? Bột ngót hay nấu không mà tính thịt này nè, bao mua thịt mà để đây là để ngâm lâu nè. Nè thịt nè. Thịt trong bầm để vô đó. Sao không nấu thịt? Ờ
Trời ơi, ngâm thấy lâu quá, vợ sẽ đói bụng đó. Trời ơi. Nè, để vậy nè mà bà không ăn. Nó ghi cái ngồi ngon ha. Thủ giỏi quá, giỏi thờ. Bá vậy hả? Cũng là số 1 mà. Bà lên bao nhiêu bà bày qua không, quá không chịu không? Bày quá bà không chịu không? Ủa qua làm quá làm hả? Làm gọn gàng, Hữu mới chịu. Em làm gọn hà. Hay ha. Hả? Công nhận Hữu gọn gàng, nghe ngắt quá trời. Dạ. Mẹ ơi, từ khi bà xíu đẹp á, sáu xào giờ nè. Thấy nó bụng liền anh gục. Ừ. Nè thấy không? Có 60.000 mà cũng non. Vậy 60.000 anh ơi. Quá rẻ. 60 cành đó hả? Dạ, sườn non nè, thấy không? Sườn cộng á. Còn đó cái này 1 gan 2 ngày đâu có hết. Đúng rồi. Anh làm ăn ngon em? Không. Ngon hả? Không. Ngon. Ngon nội ơi. Ngon nha. Ngon nha, ngon. Ơi đã nha. Đã hả? Quán lượng, quán lượng. Sướng. Ngày rồi đói cả ngày. Ơi. Quán lượng là mắc cự. Quán lượng mà. Cái này y gan quán lượng luôn. Để vài bữa kiếm Tắc Thành ha. Kiếm Tắc Thành đi theo. Tắc Thành thì siêu phụ luôn á. Cũng là giống như quán lượng vậy đó mọi người. Y gan quán lượng luôn, không xê luôn. Rồi cha đứng kìa kìa. Kiểu ngộ á. Kiểu này kiểu gì không? Kiểu là kiểu nghe cháu phải không? Kiểu nghe cháu. Phải không? Hay là kiểu lượm? Ông ngộ ra đứng kiểu quá chịu nha. Đứng cái tài đó. 7 chai có 100 ngàn thôi. Rồi rồi, phiến mãi hả? Dạ, 7 chai bằng 100 ngàn á hả? 100 ngàn anh. Này em mua ở đâu? Em mua ở chợ Bổ Phan. Trời ơi, này là mắm nấu nhà hay là mắm nào? Mắm mắm vị đệ đó anh. Trời ơi, mắm cơm, mắm chợ không ơi? Mắm chợ. Tưởng đâu mắm mẹ nấu chứ. Không, mắm chợ. Trời ơi. Nhìn đủ đây hết rồi nè. Nhìn hữu lúc nào cũng vui vẻ trên trời. Dạ. Tôi đi chơi ha. Okay, tôi như bông như hoa vậy đó. Dạ. Còn mẹ đứng nè. Ừ. Trời ơi. Em chắc kêu nó gọn vậy nè. Ngon lành trời. Đây là nhà hủ là gọn gàng lắm nha. Lúc nào cũng vui. Dạ, tươi trên á. Ừ, chén bát kia gọn khô ha, nồi kia máng lên ha, xong là chùi rửa liền. Xíu lên ngày các xào xáo đồ đạc chơi quá ngủ lắm luôn, mới làm ca tua luôn anh ơi. Vậy. Nào hủ là giờ gọn băng hết trơn nè. Ăn dẹp xong đã không hút dẹp đã luôn bữa đó có bà vợ lên nguyên ngày dẹp đã luôn ha cả luôn ơi quá xá bạch xa ăn xong là rửa liền máng lên liền à, công nhận lâu ngày gặp lại cái tủ sinh sòi đẹp quá không hút dạ. Tủ trên đó đó đẹp ha nha. Ừ, tủ đã trời tủ treo đó nha tủ treo đó bạn nga sợ vậy hả đó. Xong rồi nhìn sang không hút dạ. Vợ nga hết sợ rồi hấp dẫn trời điện tử dạ. Công nhận vô cái nhà trọ hủ sáng gật hết nội ơi uống nước này em ơi trời ơi em ơi rồi ha nước gì nước cho trà này nè nước cho có sữa ha à, uống cho nó có sữa trà hoa cúc trà cúc cho nó kích sữa phải không cho nó uống sữa sữa bò thêm đó trời ơi con mặt quảng lượng đỡ vợ lên nha trời ơi coi kìa giờ hết hủ lửa rồi nha giờ đặt tên mới nữa nha tên quản lượng nha mọi người vợ người ta tự ngồi không à còn cái này là hủ nó đỡ lên anh năng niu rồi trời ơi chải tóc rồi là cho vợ luôn ha ghê trời ơi đất ơi mà uống miếng thì chải tóc rồi trời ơi uống miếng thì chải tóc nữa nghe có phần hết biết ha đi tù tù mấy kiếp ha nha gặp hủ ngồi luôn nha tù mấy kiếp luôn ha nha kéo cái mình đại đại cái chân lại không kéo mình đại chân lại bởi vì không gặp hủ gặp khác xong rồi dễ gì dễ mà lo được gì đâu xong rồi xong rồi lụm ơi xong rồi bạn ơi xong rồi lụm ơi lụm nha ơi coi kìa cưng vợ hết biết không cưng dữ người ta có ai được vậy không trời ơi biết trời được chồng đã trời trời ơi giả tóc kìa cưng con hả vàng con hữu đó vàng cục ngọc ta cục dưới kia là cục gì con hữu hả cục dưới dạ dưới kia là cục gì cục thứ hai trời ơi ấy trời vàng thứ hai cục này cục vàng ha dạ cục kia là cục thứ hai dạ rồi ghê vậy con hữu cái còn băng không nói gì chứ hủ làm cho mọi người vui vẻ mỗi ngày ha quán lượng nè cũng vui chứ á tôi bị giùm em
bị thùng hả? Bị thùng. Bị cá sấu hả? Dạ bị cá sấu. Trời ơi, bị giữ ha. Bị độ à. Lúc nào vợ chồng cũng đeo chân á, đi lúc nào kỷ niệm quán số rồi hai vợ chồng đeo được ha. Đương cái, đương cái hả? Đương cái trơn ngồi ơi. Trời ơi, ông buộc tao nên đây nè con nè. Hơn bà xiến nữa, nội. Mấy tóc này kêu mấy tóc gì không? Dạ. Mấy tóc cái này cầm mồng gà anh. Gì mồng gà không nổ. Cái này mấy tóc là xì tôn. Tóc xì tôn. Xì tôn đó hả? Đã trời. Đâu học đâu hả? Dạ. À, đó em muốn đọc cô dâu mà. Cái gì? Trời, ghê vậy? Em muốn đọc cô dâu đó. Trời đất ơi. Đó hả? À. Ờ, em muốn đọc cô dâu làm tại nhà luôn mà. Dữ hả? Nội. Anh hỏi nghe đi, lúc gặp em làm cô dâu người ta là tiệm làm cô dâu đó. Đây trời. Ờ. Trời ơi. Học qua đó nữa hả? Ờ, anh coi đậu nè. Nè thấy chưa? Trời ơi. Làm bằng tay lên sơn một máy lên làm chụp lên đẹp lắm. Thì ha. Ờ. Thấy cái đầu không nè? Tươi không? Thấy rồi, tươi tươi rối hả? Không. Hồi đó bù xù nữa cái đầu gọn ha. Hồi đó có học qua không? Ở đó em học. Học là học thợ nấu, học thợ nấu nữa mà. Khéo khéo vô ngủ. Dạ. Học thợ nấu nữa hả? Nè, nấu luôn. Ờ, để vậy nấu ăn ngon. Ở đâu đây đó, không băng đâu. Trời. Giận em nè. Rồi ơi, giờ băng rồi ơi. Hay ha. Không à. Ơi gì trời trời khéo quá phụ. Nói vậy. Giọt băng trời. Băng à. Hay trời. Dạ. Tại cái chụp cái mùng lại cho nó đừng có gù đu hũ. Nó vợ uống mà sao uống phụ. Nó uống vô có sữa luôn. Hai chồng uống chung. Hai chồng nó uống kích sữa mà không uống kích gì không? Kích sữa luôn. Uống mát. Bảo kích sữa mà uống mát. Bảo cho uống chân à. Tại vì trời ơi. Hai chồng mà. Dữ quá ha. Ừ. Ba dữ. Trời tí 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 ha. Em bé cũng dễ quên thôi. Niệm màu hồng. Màu hồng biết bởi vì trời mặt ban bố cho thằng trai nó. Rồi gì. Xong lựa màu khác, lựa màu này không hú. Cái gì không nổi. Tính lấy màu xanh rồi bà chị mới nói hơn là làm cho hồng hào anh. Trời ơi. Cho nó hồng hào lên. Trai rồi phải lựa cái màu kia chứ. Đúng gì không? Trai mà lựa màu hồng. Ăn cơm. Ăn cơm không? Uống cho anh làm chú. Cười chứ cười. Uống gì? Nó nhỏ nhỏ không à? Trời ơi. Nó uống gì á? Thụt xì á. Uống cái gì? Trời ơi. Chạy đường hả? Nói gì đó. Uống gì? Lấy gì? Lấy gì? Lấy gì nó nghe? Lớn lên. Chúc đi hả? Chúc đi. Là nó Diễm Hấu kêu em ăn cơm đi rồi làm nước uống. Chào chào chào. Đừng uống đá nha. À, nó nói cái gì quan trọng nội. Không cho nghe uống đá nha. Nó gặp từ chữ luôn nghe mà tôi không nghe tiếng gì hết. Có thèm thèm cũng gán nhịn nha. Gán tiếng. Dạ. Thèm cũng phải gán nhịn luôn. Nó nhỏ nhỏ mà nó hơn là gậy nó chuyển nhau ha. Ừ, nó gặn rồi nó cười, nó gặn rồi nó cười. Ê, nghe nó có đồng tiền người ta. Có. Trời nghe trời. Nó có đồng tiền nữa rồi, đó giờ biết ta. Nó tiền dữ trời. Nó cự nghe nó quay ra đây. Trời ơi, không ngờ quay ra đây coi. Có đồng tiền đó. Tấm hình coi quay này đẹp nè, chụp tấm hình cái nha. Quay qua. Đó, cự nhìn, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. À, trời ơi, dữ ha. Con có đồng tiền không đó. Có đồng tiền. Có hai cái đồng tiền nữa. Hai đồng tiền. Làm gì hả? Em ăn cơm anh ơi. Trời ơi, nhịn đói đi, chịu ăn. Quán lượng mà ăn cơm gì? Trời ơi. Buồn như bách tao vậy đó, khổ buồn ghê lắm. Chỗ nhà đâu nhà. Ăn xong đi rồi để hỏi cái máy cho. Ôi dồi ôi, em nội ơi. Hết biết luôn. Thứ dữ nha. Thứ dữ luôn. Đó. Mà xíu ngàn không hơi rồi. Sắp giờ là vợ con xong rồi phải không? Tới mình phải không? Tới mình ha. Tò phải không? Đó, biết nội rồi. Nhà nha mọi người. Đó, ăn gì lắm. Dữ vậy hủ. Quá. Quá chèo à. Dữ quá ta ơi. Ăn cái này mẹ vợ ở lại. Lấy cái bịch cá sấu đè lại hủ ơi. Trời ơi, không ăn nữa đòi ăn theo hủ ơi. Bịch cá sấu đâu rồi? Hủ thì bởi nấu ăn ngon phải rồi đó có học mà nấu ăn hả? Dạ có. Bởi vì nấu ăn khéo quá phải rồi. Đi mà hủ mà chăm vợ mà tôi thấy là hủ lên ký nhiều nhiều lắm nội. Không á, uống sữa. Nấu trong dần không? Cái này nó uống sữa. Bởi vì đã nghe hủ nói cái gì? Uống sữa. Bên cha đó, bên con. Nào bên cha, nào bên con đó hủ. Nội, cha con không chia nữa. Chia ra không? Cha bên con bên hả? Bởi vì uống nu à. Cái này giống giống Gondo không? Như ông dành hết luôn á chứ ông cho nhỏ uống sữa thôi. Dành chỉ coi không? Có dành không? Con gái. Mà xiến mà. Dễ vậy ha, cái này có ba cái con rồi ha. Mà xiến mà mè dữ lắm đó nghe, nó không có được nghe ha. Mè
canh ông đó, ông tới luôn hàng ngày luôn đó. Chừng nào bá chơi dở cái cờ ra mới được. Quá ăn rồi, quá suốt rồi. Ăn cho có sức không ổng? À, sức tối cái canh ha. Trời, nghe cục cục cái giòm này ha, cục cục cái giòm ha. Chứ con mẹ ẹ cái là bỏ tô xuống chạy liền. Ừ. Tôi thấy ông đứa nữa được đó mổ ơi. Không. Đó, ông chăm được. Chăm vậy là im đó. Ừ. Đó. Anh kiếm đứa con gái đó. Ừ. Đứa thôi đứa đầy tháng hả? Mình thủ ăn cơm thấy thèm ha. Hết biết luôn cả. Phút 30 giây hay cái này đi thi chương trình đó được à? Trời ơi, lù ông nội đâu. Cứ giữ không. Nói gì chứ ngủ qua mỗi ngày đó mọi người cũng làm niềm vui ha. Cho mọi người xem mỗi ngày đó. Nói chuyện vui vui hài hài chơi. Vui vẻ rồi. Nói ngủ trời ơi, mỗi lần tôi coi ngủ lên mất cười cũng đầu bụng. Đâu nữa không anh? Nữa. Nữa em vũ vậy? Nữa. Ơi, làm nữa hả? Nữa. Nữa ăn nữa. Trời ơi, ăn dữ vậy đó hả? Nữa, muốn nữa. Đúng rồi, còn hai cậu cũng phải làm thêm tô nữa rồi chứ đâu có để gì được. Trời ơi, đắt câu. Ông ơi. Ta ơi. Lùa hết, biết lùa luôn hả? Đội dữ nha. Tiễn quốc gia. Rồi vợ có vuốt đầu hoài, có khen cái đầu mình ghế đẹp. Chiều vợ miếng chút xíu vợ ăn là hết sao? Đúng rồi. Vợ như vậy ha. Ừ. Chẳng canh vô. Trời ơi. Chẳng canh vô. Lăn xăng chân, ăn lăn xăng chân. Nghe như bà chủ vậy ha. Ăn lăn mà chút đi chợ mua đồ cho vợ á. Mua cái vậy? Đồ, mua video với là Cúc, chào bà Cúc. Trời, chào bà Cúc. Nãy giờ mới nói bà kêu mua trà đó. Ừ. Bà vợ hả? Dạ, nè, nãy giờ nói nhỏ anh kêu em đi mua trà cho nó đó. Trời ơi, ơi. Nó trà cho bố nó đâu. À, bà ăn đi mua trà. Nói chuyện gì quan trọng lắm vậy á. Mua trà, bà nó kêu nhỏ, nó gặn nó buổi sáng, nó mua chiều nghe anh uống. Nó nhỏ nhỏ vậy hả? Ừ. Biết không? Bà chỉ trà nó hết rồi đó. Trời ơi. Nói cái gì không? Chứ hết trà lên cho bố. Ừ. Cái gì tới không, quan trọng không, nội ơi. Bà kêu mua đó. Vì sáng giờ bà dặn là nghe là hiểu hết trơn rồi đó phải không? Để rút kinh nghiệm nghe. Dạ. Rồi để. Đã trời. Rồi chiều nay tính cho vợ ăn món canh gì, thịt thì còn rồi đó, tính cho ăn món canh gì. Chút nữa mua hẹ nó canh biết à. Ờ, im à. Trời ơi, lo dữ vậy đó hả? Ừ, dạ. Thấy còn canh gì nè, bộ ngót nè. Ngót. Con cải hồi chút ngoại bà ăn. Ừ, ngót ngoại ăn hả? Cải, dạ. Vậy cũng được đi ha. Chứ hủ nó biết lo lắm ha. Sao thôi ăn cái gác không được chậm. Mỗi giống mình ăn cái gì? Mỗi gan rồi mà. Mỗi nhậu. Con vẫn ngam, mới đầu lên nó không ơi, con giống con quá hủ cái này. Không con còn giống ai? Ai? Mẹ lúc nãy á. Mày. Sao mà giống hủ với hủ, con có một ngày với hủ thì không con giống nga, để giống một sớm. Ờ, để giống một sớm sao? Bà nói cậu buồn hết sức. Mà nói anh Tuấn thấy không? Dừng mình luôn. Rồi bà nói gì nè, bà nói bữa ngày sinh đầu tiên á, nói trời ơi con đẹp lắm em ơi. Nó giống bả không đó? Cái nào? Nó giống bả không à. Rồi nói, giống ngoại mà, quá giống ngoại đẹp mà. Ừ. Ta danh mà. Con ta không giống bả. Bà khen bả mấy lúc đồng tiền, mấy con mấy ơ lũ nước chưa. Trời ơi. Nói chung như Hiến Đê cũng đẹp không? Để ngay ra nó mới đẹp. Không, ăn nói vậy sao nào? Thịt cho vợ ăn thấy không? Ủa, chừa thịt cho vợ hả? Ừ. Quẹt cái đó khăn hay vậy hả? Nãy giờ thịt đâu? Nãy giờ không dám thấy không? Nhường cho vợ đúng không? Ừ. Ờ, vợ quẹt mấy cái đó ăn không vậy đó hả? Nãy giờ mắm giận nữa không? Ừ. Vợ còn còn ăn thịt là ăn không hết nữa nè. Ăn ha. Nhà mình xíu mà làm hồi hết trơn. Công nhận gì xíu văn lẹ ghê ha, thủ ha. Dữ nha.
ăn sẽ chưa hết cũng thịt quá vậy. Mặc áo là thấy biết, anh thấy biết rồi đó. Ăn mà chưa hết cũng thịt quá. Để chưa ăn cơm nữa. Trời để chưa ăn nữa hả? Chưa. Ông nội ơi. Đi. Hai cục thịt để chơi, để lừa qua lừa lại không à. Ôi rồi, húp luôn rồi, húp luôn rồi. Ôi rồi. Dữ ơi. Quá làm. Thịt để gì chiều ăn được không? Được ăn. Trời ơi, hư. Ăn hoài không hư. Ơi. Em ăn hoài à. Ăn hoài để gì hả? Dạ, không hư. Dành để ăn để dành gì không đó hả? Dạ. Trời ơi, hai con hổ đợt lạnh nè, chút may mắn. Trời ơi. Cái này đã ca mà xiếng nữa. Mà xiếng. Thắng luôn à. Rồi đó coi để dành vậy đó. Lấy cục thịt để vô tô để cho nó cho nó có vậy thôi, không ăn. Nguyên hết không ăn. Nguyên luôn. Lấy hơi vậy. Tết quần. Này để dành cho vợ ăn. Hết biết thiệt. Ơi mẹ nè, con ra ông chỉ cho Ngọc Nga nói chuyện với con không hú. Dạ nè, cái máy á, một loại thì khoảng 700-800, một loại 2 triệu mấy. Này trời, ở chỗ con cưng có hoặc là mẹ và bé nha. Dạ, mua máy nghe chứ đừng mua đồ bóp nha. Mình kiếm điện cái nào á? Ừ, nó xài điện để vô tự nó hút. Trời ơi, chỗ con cưng hoặc là chỗ mẹ và bé vậy ha. Ha, mua loại 700-800 cũng được. Mười nha. Cái mở nè. Cái tay hả? Không, cái tay nó đào lắm. Nó xài điện. Không á, này chạy pin. Pin. Pin sạc. Pin sạc á em chịu pin không? Pin sạc chứ không có xài điện. Yeah, người ta có kinh nghiệm, người ta giải thích nè. Để vô tự nó hút chắc là im. Tự nó hút á mình nó em khỏi bóp. Bóp nó đau lắm. Cái kia nó có chế độ massage rồi tự nó hút luôn. Dạ. Yeah. Anh có xài rồi. Đặt ra. Chạy ra chỗ mẹ và bé hoặc là của con cưng, còn không mà đặt trên mạng. Một loại 700-800 cũng được. Còn nếu mà ngon thì mua 2 triệu mấy. Không mua 700-800 đi xài vài tháng là xong. Đúng rồi. Vài tháng à, nếu mà muốn đứa nữa thì người ta mua 2 triệu mấy để dành. Để dành. Đó. Muốn ngon thì 2 triệu mấy để dành. Còn không 700-800.